Biểu tượng tình dục, tóc vàng ngu ngốc. Làm thế nào mà Marilyn Monroe đã vượt qua được những định kiến ấy để 60 năm sau, người ta vẫn nhớ về bà như một trong những biểu tượng vĩ đại nhất của văn hóa đại chúng. Nhiều hơn một vẻ đẹp vượt thời gian, đó còn là nỗ lực và hoài bão giữa ngành phim đầy những định kiến đối với người phụ nữ lúc bấy giờ. Trong khi những nhà sản xuất lớn chỉ yêu cầu Marilyn lắc lư trước ống kính, thì bà lại tham vọng mở công ty sản xuất phim của riêng mình. Đứng trước nguy cơ bị một studio hùng mạnh đè bẹp, Marilyn không thỏa hiệp mà trực tiếp tuyên chiến và bằng một phép màu nào đó đã giành thắng lợi. Người phụ nữ nhỏ bé ấy đã làm điều đó như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong video ngày hôm nay. Trước khi tiếp tục video, xin cảm ơn ứng dụng tặng quà online GodIt đã tài trợ cho video ngày hôm nay. Một năm có 365 ngày, nhưng có bao nhiêu ngày để tri ân những người phụ nữ quanh bạn? Vì thế, 8 tháng 3 năm nay, mình quyết định dành lời cảm ơn của mình tới những người phụ nữ ấy thông qua ứng dụng tặng quà online GodIt, cho phép nhận và tặng quà tức thì qua Zalo. Mình chỉ cần vào ứng dụng Zalo trên điện thoại, rồi vào mục khám phá, ấn vào phần ví Zalo Pay và bạn sẽ thấy mục tặng quà online GodIt. Tại đây, mình tha hồ lựa chọn tặng quà tới từ 160 thương hiệu khác nhau ở đủ các danh mục như đồ ăn, mỹ phẩm, quần áo tới các dịch vụ tiện ích. Như bạn Thảo Ngân ở văn phòng mình rất thích uống trà sữa, nên mình sẽ chọn một thẻ quà tặng là 4 cốc Phúc Long trị giá 200.000. Ngay sau khi chọn quà, mình sẽ thiết kế một cái thiệp dễ thương y như Ngân vậy và gửi kèm lời chúc 8 tháng 3 tới bạn ấy. Sau đó, bấm tặng quà và thanh toán, thế là xong. Chỉ mấy giây sau, Ngân sẽ nhận được thông báo trên Zalo về món quà của mình. Giờ bạn ấy chỉ cần đem điện thoại ra bất kỳ cửa hàng Phúc Long nào là có thể đổi lấy 4 cốc trà sữa rồi. Mình thấy GodIt là một ý tưởng rất sáng tạo để tặng quà trong mùa dịch này. Mình thích xem phản ứng của người nhận khi được tặng một món quà phi truyền thống như thế này. Bạn thấy đấy, là phụ nữ thì chắc chắn là thích quà, chỉ là đôi khi họ không thật thà mà thôi. Đừng chờ nói thích mới tặng, đừng chờ đoán trúng ý mới tặng. Bởi đôi khi họ chỉ mong đợi sự tinh ý và quan tâm từ bạn mà thôi. Ngoài ra, GodIt còn dành tặng 5 phần quà hấp dẫn cho khán giả của Phê Phim. Cách thức tham gia được để ở dưới phần mô tả và bình luận các bạn nhé. Còn bây giờ, tiếp tục video nào. Cái tên Marilyn cho đến tận ngày nay vẫn được gắn với hình ảnh này, cùng sự liên tưởng tới những quý cô sang trọng, phóng khoáng cùng những thú vui xa xỉ bậc nhất. Thật khó để hình dung Marilyn đã phải trải qua tuổi thơ khốn khó đến thế nào. Bà sinh ra mà không biết cha mình là ai, lớn lên trong gia đình nghèo khó cùng người mẹ tinh thần không ổn định. Năm Marilyn lên 8, mẹ của bà được chẩn đoán tâm thần phân liệt và phải dành hầu hết phần đời còn lại trong bệnh viện. Từ đây, Marilyn liên tục bị đẩy từ cô nhi viện tới các gia đình cần nhận con nuôi. Trong những căn nhà này, bà chẳng nhận được mấy sự yêu thương, lại thường xuyên bị lạm dụng tình dục. Ngay sau sinh nhật 16 tuổi, Marilyn được gả cho người đàn ông 21 tuổi cạnh nhà như một giải pháp để không phải trở lại trại trẻ mồ côi. Từ đây, Marilyn không tới trường nữa và trở thành một bà nội trợ, thỉnh thoảng lại phải chuyển nhà khi chồng chuyển công tác. Suốt những năm tháng đầu đời, Marilyn dường như không thấy mình thuộc về bất kỳ nơi nào. Ở trong trại trẻ mồ côi thì cô đơn, được đón về nuôi thì bị bạo hành, lấy chồng thì là đỉnh cao của sự nhàm chán. Lúc này, Marilyn coi phim ảnh như một lối thoát ngắn ngủi cho bản thân, nơi bà được dành thời gian ở một mình. Đó cũng là lúc mà Marilyn nảy ra một ước mơ táo bạo, đó là trở thành một diễn viên. Vừa tròn 18 tuổi, Marilyn bén duyên về ống kính một cách tình cờ trong buổi chụp hình của nhà máy nơi bà làm việc. Tự tin và tiềm năng to lớn của bản thân, Marilyn bỏ đằng sau sự cấm cản của người chồng và ký vào bản hợp đồng đầu tiên với một công ty người mẫu. Tại đây, bà được định hướng là một người mẫu thời trang cao cấp và xuất hiện chủ yếu trên tạp chí dành cho đàn ông. Người ta kể lại rằng Marilyn là người mẫu chăm chỉ và tham vọng nhất ở đó. Bà không ngần ngại thay đổi ngoại hình, điển hình là tẩy tóc thành màu vàng hoe để tạo ấn tượng. Nhờ đó, chỉ trong vòng một năm, Marilyn đã xuất hiện trên khoảng 33 trang bìa tạp chí, nhiều hơn bất kỳ người mẫu nào ở thời điểm đó. Đang trên đà thắng lợi trong ngành mẫu ảnh, Marilyn mạnh dạn chuyển hướng để theo đuổi nghiệp diễn. Nhưng ở thời điểm đó, để một phụ nữ tìm được chỗ đứng trong ngành phim chẳng hề dễ dàng. Trong mắt những người đàn ông quyền lực nhất nhì Hollywood, chuyện đổi trác cuộc tình lấy một bản hợp đồng là điều hiển nhiên. Với sắc đẹp nổi bật của mình, Marilyn đã lọt vào mắt xanh của nhiều nhà sản xuất và họ đem tới cho bà những cơ hội đầu tiên và cả bản hợp đồng 7 năm với Fox. Trong giai đoạn đầu của sự nghiệp, Marilyn tự cảm thấy như bị nhốt trong một chiếc hộp. Fox bó chặt bà trong những nhân vật gợi cảm, dễ dãi, vô hại và chỉ được coi là những món trang trí quyến rũ. Nhưng bà biết chắc rằng đó là điểm mạnh mà mình cần tận dụng để khán giả biết tới và tôn sùng. Bà nhận được hàng ngàn lá thư mỗi tuần do người hâm mộ từ khắp nơi gửi về. Marilyn và những đường cong của bà xuất hiện ngày càng một dày đặc trên các phương tiện truyền thông. Khi công chúng đã quen với Marilyn như một biểu tượng tình dục, cũng là lúc họ thấy thêm phần linh hoạt và thông minh của bà trong cách giải quyết scandal. Một cuốn lịch được in từ năm 1949 với bức ảnh người phụ nữ khỏa thân trên trang bìa bỗng được đào lại và lan truyền khắp nơi. Người ta lập tức đặt dấu hỏi chấm liệu rằng đó có phải là ngôi sao đăng lên Marilyn Monroe hay không? Nếu đúng thì toàn bộ sự nghiệp với nhen nhóm của bà có thể bị hủy hoại hoàn toàn.
Thay vì lẳng lặng chờ sóng gió qua đi, Marilyn quyết định đối diện với công chúng. Bà thừa nhận người trong bức hình đó chính là mình và bộ ảnh nghệ thuật ấy được chụp từ nhiều năm trước khi Marilyn bế tắc trong ngành phim, kiệt quệ về tài chính và phải trở lại làm người mẫu. Xong, Marilyn cũng nhấn mạnh rằng bà không thấy mình đã sai hay cần phải xấu hổ vì điều này. Hành động liều lĩnh này giống như một lời khẳng định từ Marilyn rằng đây là cơ thể của tôi và tôi có quyền lựa chọn làm gì với nó. Pha xử lý đầy tinh tế của Marilyn đã lấy được sự cảm thông từ công chúng và trở thành bước đà để tiến xa hơn nữa tại Hollywood. Từ đây, ấn tượng về cô gái tóc vàng mua vui trong các bộ phim cũng đã thay đổi. Marilyn được tin tưởng giao cho những nhân vật phức tạp, đòi hỏi nhiều chuyển biến tâm lý hơn. Tên tuổi của Marilyn ngày càng một biết tới rộng rãi khi bà liên tục xuất hiện trong những tựa phim thành công nhất năm. Song, bản hợp đồng với Fox từ khi Marilyn còn vô danh vẫn không được điều chỉnh lại. Điều này đồng nghĩa với việc khoản thù lao bà nhận được thấp hơn nhiều so với giá trị thực sự mà Marilyn đem lại. Đồng thời, bà không được tự do lựa chọn vai diễn. Chính sách của Fox lúc bấy giờ là tối đa hóa các sản phẩm giải trí để tạo ra lợi nhuận ngay lập tức. Vì thế, nguyện vọng của Marilyn đã bị dập tắt nhanh chóng khi bà đề nghị tham gia vào những bộ phim không tập trung vào thân thể của mình nữa. Đỉnh điểm là bộ phim The Seven Year Itch, một trong những bộ phim thành công nhất năm ấy, nhưng lại là giọt nước tràn ly đối với Marilyn. Để có được một cảnh quay quá huyền thoại mà đến giờ người ta vẫn nhớ về, Marilyn đã phải tốn hàng giờ đứng giữa đường để lộ một nửa thân thể cùng đồ lót của mình trước cả đoàn làm phim và khoảng 2.000 khán giả hiếu kỳ. Chứng kiến cảnh tượng này, chồng của Marilyn khi ấy là Joe DiMaggio đã bỏ về trong tức giận. Đó là vợ tôi, phải khoe thân thể trước hàng ngàn người. Đây là động lực để Marilyn bước đi khỏi Hollywood. Bà tuyên bố đã quá mệt mỏi với những vai diễn gợi cảm lặp đi lặp lại và chuyển tới bờ đông để thành lập công ty sản xuất phim của riêng mình. Đây là một quyết định đầy rủi ro đối với phụ nữ ở thời bấy giờ giữa một ngành phim được cầm trịch bởi nam giới. Fox và cả bộ máy Hollywood tất nhiên không thể làm ngơ trước quyết định này. Họ tấn công Marilyn bằng truyền thông, khẳng định rằng bà sẽ chẳng là ai nếu không có Fox. Thậm chí, một phim parody còn được ra đời. Trong đó, nhân vật chính với tạo hình y hệt Marilyn là một diễn viên đần độn nhưng tự tin đứng ra mở công ty sản xuất phim. Marilyn không vì thế mà chùn bước. Sau khi thành lập công ty, bà từ chối đề nghị quay lại Fox, khiến studio này khởi xướng một vụ kiện vì phá vỡ hợp đồng. Marilyn tiếp tục tham gia các lớp học diễn xuất chuyên nghiệp ở Bờ Đông, nơi người ta không mấy đề cao những ngôi sao đến từ Hollywood. Tại đây, bà được thực hành những kỹ năng diễn xuất chuyên sâu hơn, nghiên cứu về tâm thần học, đồng thời theo học thầy Lee Strasberg, người có rất nhiều ảnh hưởng tới các vai diễn sau này của Marilyn. Cuộc chiến giữa Marilyn và Fox cứ thế kéo dài gần một năm mà chưa có dấu hiệu dừng lại. Lúc này, công ty của Marilyn vẫn chưa đủ nguồn lực tài chính để tự sản xuất phim, còn Fox thì ngày càng tỏ rõ khao khát đưa Marilyn trở về. Fox cuối cùng cũng đành phải nhượng bộ, đề xuất một bản hợp đồng mới với mức thù lao xứng đáng hơn, đồng thời cam kết cho Marilyn quyền tự do lựa chọn kịch bản, đạo diễn và quay phim trong các dự án mà bà tham gia. Song song với đó, công ty của Marilyn được phép tiếp tục hoạt động mà không phải chịu tác động nào của Fox. Việc Marilyn đơn phương độc mã chiến thắng với Fox lập tức được truyền thông ca ngợi là nữ doanh nhân có tầm nhìn sắc bén, hay một ví dụ điển hình về một cá nhân riêng lẻ đánh bại những bẻ lũ khổng lồ. Marilyn đã trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vai diễn trong Bus Stop đánh dấu sự thay đổi thấy rõ của bà, nơi những bộ trang phục hở hang loè loẹt không còn là ưu tiên. Thay vào đó là yêu cầu Marilyn phải luyện cách phát âm của người vùng núi Ozark. Ban đầu, chính đạo diễn của phim cũng lo ngại rằng thử thách này vượt quá khả năng của Marilyn. Tới khi đóng máy, ông phải thừa nhận cái sai của mình, thậm chí còn so sánh Marilyn với Charlie Chaplin trong cách hòa trộn hài kịch và bi kịch cùng lúc. Và cũng nhờ vai diễn này, Marilyn đã có được đề cử quả cầu vàng đầu tiên trong sự nghiệp. Tiếp đà thành công, tác phẩm Some Like It Hot ra mắt sau đó 3 năm cũng được tán dương nhiệt liệt bởi khán giả và giới phê bình. Lần này, Marilyn không chỉ nhận được đề cử mà còn chiến thắng hạng mục nữ diễn viên xuất sắc nhất. Bộ phim còn nằm trong danh sách bình chọn phim hay nhất từng được làm ra của nhiều tờ báo uy tín. Ở đỉnh cao của sự nghiệp khi mới ngoài 30, thật khó để đoán được đâu sẽ là bộ phim cuối cùng của Marilyn. Năm 1962, Marilyn nhận vai chính trong Something's Got to Give, bộ phim được đồng sản xuất giữa Fox và công ty MMP của bà. Đúng lúc này, bà phát bệnh viêm xoang khiến thời gian bấm máy bị trì hoãn tới 6 tuần. Mặc dù bệnh tình của Marilyn đã được xác nhận bởi rất nhiều bác sĩ, nhưng Fox vẫn cho rằng bà đang giả vờ ốm và phát tán thông tin này tới báo chí. Trước sức ép của dư luận, Marilyn buộc phải quay trở lại trường quay. Báo chí được đưa vào phim trường để chụp ảnh và đưa tin. Tuy nhiên, cảnh quay mà bà phải thực hiện lại là cảnh khỏa thân trong một hồ bơi. Cũng phải nhấn mạnh rằng chưa từng có diễn viên nào ở tầm cỡ của Marilyn lúc đó phải khỏa thân trước ống kính cả. Sau đó, Marilyn tiếp tục báo ốm, khiến quá trình sản xuất một lần nữa phải dừng lại. Không chịu nổi chi phí phát sinh khổng lồ, Fox ra quyết định sa thải Marilyn và kiện bà $750,000 vì phá vỡ hợp đồng.
Bạn diễn của Marilyn cũng không đồng ý làm việc với diễn viên thay thế, nên Fox đã sa thải luôn cả ông, đồng thời hủy bỏ dự án Something's Got to Give. Trước công chúng, Fox đổ toàn bộ trách nhiệm cho Marilyn, đồng thời tiết lộ thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp, tình trạng nghiện nặng và tinh thần không ổn định của bà. Ngày 5 tháng 8 năm 1962, tin tức về cái chết của Marilyn Monroe bỗng tràn ngập khắp các mặt báo. Khám nghiệm tử thi cho thấy Marilyn đã qua đời từ đêm hôm trước do quá liều thuốc an thần barbiturat. Kết quả điều tra hiện trường không tìm thấy dấu hiệu đột nhập hay xô xát, vì vậy khả năng đây là vụ giết người gần như có thể bị loại bỏ. Cơ quan điều tra đi đến kết luận cuối cùng đây là một vụ tự tử. Theo lời kể, đêm 4 tháng 8, bạn bè đã thấy nhiều dấu hiệu lạ từ Marilyn. Cuộc gọi cuối cùng của bà là với diễn viên Peter Lawford, em rể của Tổng thống đương nhiệm Kennedy, gửi lời tạm biệt tới Pat, tới ngài Tổng thống và cả anh nữa bởi anh là một người rất tốt. Rạng sáng ngày mùng 5, người giúp việc nhìn thấy ánh đèn từ phòng Marilyn vẫn bật sáng, cửa phòng khóa chặt, khi hỏi chuyện thì không được hồi âm. Bác sĩ của Marilyn phải đi theo đường cửa sổ vào phòng và chứng kiến bà nằm bất động trên giường, tay nắm chặt điện thoại. Đám tang của Marilyn được tổ chức 4 ngày sau bởi người chồng cũ Joe DiMaggio với chỉ 30 người bạn gần gũi nhất. Ông còn cho người trông coi thay hoa hồng 3 lần mỗi tuần bên cạnh mộ của Marilyn trong suốt 20 năm tiếp theo. Theo báo cáo, chỉ một tháng sau sự ra đi của Marilyn, số ca tự tử ở Los Angeles đã tăng gấp đôi. Mỗi ngày, họ nhận về hàng trăm cuộc gọi yêu cầu thêm thông tin về cái chết của Marilyn. Marilyn Monroe đã ra đi cách đây 60 năm, nhưng người ta vẫn không ngừng nhớ về bà như một biểu tượng bất tử của văn hóa đại chúng. Hình ảnh của bà trở thành nguồn cảm hứng cho hàng ngàn tác phẩm nghệ thuật, từ điện ảnh, thơ ca tới hội họa trong suốt nhiều thập kỷ qua. Quan trọng nhất, Marilyn đã tiên phong đập vỡ những tư tưởng áp đặt đối với phụ nữ đương thời, nơi họ được cho là chỉ cần đẹp chứ không cần thông minh. Tờ Chicago Reader nhận định, tư tưởng thời đại hà khắc đã khiến người ta khó công nhận sự thông minh của Marilyn. Bà đã thể hiện những nhân vật mình được giao một cách đầy châm biếm và đồng thời gửi gắm những tư tưởng tiên phong về tình dục. Câu chuyện về một Marilyn Monroe bản lĩnh đã khép lại video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và chúc các bạn nữ một ngày 8 tháng 3 rạng rỡ và hạnh phúc các bạn nhé. Bye bye. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.